nay là cái ngày mà mình nghĩ là nó được 99%, gần như là hoàn thành rồi. Thì vừa xong cách đây khoảng 10 phút thôi. Đối với bản thân mình cũng như mấy anh em nghệ sĩ thì thấy nó rất là hạnh phúc. Về bản thân mình thì nghệ thuật thì nó rất là vô cùng. Có những người ta sẽ thích ngay lập tức, có những người ta sẽ phải tìm hiểu nội dung, ý nghĩa hay tại sao nó có tác phẩm này. Nhưng về bản chất thì mình luôn luôn muốn cái tác phẩm nó được sống. Tại vì bản thân là cái tác phẩm này nó đã có cái sự đóng góp của tất cả các cái chi nhánh đã gửi đất về, đã có cái tinh thần như thế. Thì mình nghĩ rằng là cái story, cái câu chuyện về cái biểu đồ đất hay là cái giai điệu đất hay là mã QR nó có rất nhiều ý tưởng. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là cái sự gắn kết, cái sự đoàn kết. Mình hy vọng rằng là cái tác phẩm này mỗi tỉnh thành, mỗi chi nhánh đến chơi họ sẽ nhìn thấy họ ở trong đấy. Và bản thân mình đôi khi nghệ sĩ có qua đây chơi thì họ cũng thấy họ ở trong đấy. Đấy là cái điều mình mong muốn.